Ở video này thì chúng ta sẽ tối ưu dùng một chút cũng như là chức năng một chút để làm ra thêm là khi chúng ta thành công á thì chúng ta sẽ biết được kết quả là ai là người chiến thắng. Ở video trước mình làm nó hơi bị lộn một chút cái chỗ mà Ines Ines á, Ines á. Rồi bây giờ mình sẽ vào thằng Dribble à, Dribble. Mình sẽ game tic-tac-toe á, mình xem thử là có cái design nào đẹp đẹp mình làm cho nó clean một chút. À, mình không cần làm giống như vậy đâu, mất thời gian lắm, mình sẽ làm simple thôi. Simple thôi ha. Sẽ làm symbol thôi à, nó cũng được như thế này rồi mà chúng ta sẽ được như thế này mình thấy ở đây ha. Đó, nói chung vậy cũng đẹp, mình sẽ làm theo kiểu này đi ha, làm theo kiểu này đi. Rồi mình sẽ mở cái thằng game style lên. Game style lên thì chỗ này nó không có border, nó bỏ cái border ở ngoài và có nó có width gap tầm là 25 pixel như thế này. Qua đây chúng ta sẽ được kết quả như vậy. Rồi bên trong này á, thì nó sẽ có là màu xám một chút ha, màu xám một chút. Mình sẽ dùng là cell, mình bỏ border đi ha, mình sẽ bỏ border đi. Mình sẽ có là get shadow là cái số 1 trong cái evo depth snippet của mình thôi. À, mình sẽ được như thế này, nhìn cái nó đẹp hơn rồi đó. Nó đẹp hơn rồi. À, cái dấu x này đúng không? Dấu này, dấu ô này. Chỗ này á, thì chúng ta cần thêm được cái class vào thì chúng ta mới làm được. Chúng ta sẽ thêm cái class vào. À, nhìn nó đẹp hơn rồi thấy không? Rồi cái chỗ này á thì chúng ta sẽ cho font size nó lên một chút ha, tầm 100 pixel. À, 100 pixel thì nó khá là to, nói chung là nó là ổn, nó đẹp ha, nó đẹp hơn rồi. Rồi thì cái chúng ta thấy ở đây là x ấy, nó sẽ là màu xanh, còn ô thì nó sẽ là màu đỏ. Thì làm sao để làm được việc đó thì chúng ta sẽ quay lại cái vấn đề mà khi mà chúng ta render nó ở đây. À, chúng ta render nó ở đây thì chúng ta sẽ kiểm tra, à, chúng ta sẽ kiểm tra làm sao biết được là nó là x hay là ô đúng không? Chúng ta sẽ coi bên này, chúng ta sẽ coi bên này khi mà chúng ta nhấn vào click đó, thì chúng ta sẽ làm gì đây? Chúng ta sẽ có là bot copy ha, bot copy tại vị trí index đúng không? Tức là bot copy tại vị trí index đó. Mình sẽ tại vị trí index đó, tức là cái ô, tức cái ô đó. À, mình sẽ control lock nó ra nhé, control lock nó ra. Mình sẽ control lock nó ra để mình xem thử là nó là cái gì, để thêm chúng ta có thêm thêm class được cho nó hay không. À, mình sẽ bấm vào đây, bấm control lock đây. À, nó là ô và x à, nó là ô và x thôi đúng không? Ok thì nó là ô và x thôi. Chúng ta sẽ xem tiếp là làm sao để cho nó style vào được đây. 99999. À đúng rồi, lúc này nó sẽ có cái value đúng không? Value lúc này nó sẽ có là value. Đúng không? Mình sẽ kiểm tra. Mình sẽ thêm cái class vào đây. Mình sẽ thêm một cái class name là wrap vào sân cell này. À, mình sẽ thêm cái class name vào đây. Đó, mình sẽ thêm class name vào đây. Và mình sẽ viết nó vào đây ha, curly brace perspective này, các bạn nhớ cái này chưa chứ ha, class name à, như thế này và wrap restructuring và class này mình sẽ truyền vào chỗ này. Mình sẽ kiểm tra điều kiện ở đây, nếu mà item à, nếu item bằng 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 x á, à, nếu mà nó là x á, thì mình sẽ có là y x ha, còn ngược lại nếu nó là ô á. À, nếu ngược lại thì nó sẽ là từ 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 đầu tiên là item phải là khác bằng luôn cái đã, khác bằng bằng luôn tức là khác luôn, và item bằng bằng x á, thì nó sẽ là ix, còn ngược lại là io á, thì mình sẽ có là y gạch ô như thế này. À, bây giờ chúng ta test cái đã xem nó add class được chưa đã. À, mình sẽ bấm vào đây, nó sẽ là io hết luôn. À, tại lúc này nó đang là ok, không sao, mình viết điều kiện nó không đúng. Nếu item bằng bằng x đúng không, mình sẽ viết điều kiện nó phức tạp hơn một chút này. Mình nếu item bằng x thì sẽ là x, ngược lại nếu mà item bằng 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 ô thì nó sẽ là io à. Còn ngược lại một lần nữa thì nó sẽ rộng. Chỗ này mình sẽ giải thích lại một chút để cho các bạn dễ hiểu hơn khi mình viết như thế này. Thì mình sẽ kiểm tra là nếu item á, tức là cái value đúng không, là x á, thì mình sẽ có class là x. Ngược lại mình sẽ kiểm tra điều kiện ngược lại là nếu item là bằng bằng bằng, à mình ghi nhầm nha, ô à, ô thì mình sẽ có class là io,
Ngược lại một lần nữa, nếu không phải hai điều kiện này thì nó sẽ là rỗng. Thì lúc này các bạn sẽ thấy là không có cái gì hết ở đây. Rồi khi mình nhấn vào này thì nó là x, thì các bạn sẽ thấy đây là class sẽ là ix này, thấy chưa? À, class của nó sẽ là ix. Và khi mình nhấn vào đây ô thì nó class của nó sẽ là io. Rồi mình sẽ có class rồi thì mình sẽ viết được ha. Chấm game gạch cell chấm y gạch s ha. Mình sẽ có là color của nó sẽ là màu c gạch blue ha, màu này. Còn chấm game gạch cell chấm y gạch o á thì nó sẽ là color là c gạch orange ha, tức là màu này. Đó thì các bạn sẽ thấy mình sẽ đẹp hơn rất là nhiều rồi. Đó mình sẽ được kết quả như thế này, đẹp không? Rất là đẹp đúng không? Đó, thế thì quan trọng là chúng ta áp dụng logic như thế nào để làm cho cái chúng ta nó đẹp hơn. Đó, giờ này mình lấy điều kiện ha. Rồi mình sẽ qua cái chỗ này nữa, mình sẽ thêm cái chỗ game. Các bạn thấy là button reset á, mình để nó rất là xấu không? Các bạn thấy bên này nó để rất là đẹp này. Đó, mình sẽ thêm class cho nó nhé. Class cho nó là game và reset à, như thế này. À, game reset, mình sẽ code cho nó game và reset. À, mặt pin là 25 pixel. À, display inline block, à, padding là 10 pixel. 10 pixel nhé. À, color là white. À, background color là C purple đi ha. Ra ngoài xem coi, mình sẽ được như thế này. Ok, không sao cả. Tiếp tục. Không sai 16. 16. Border là 5. À, và outline là 5. Như thế này. À, chúng ta sẽ được kết quả như sau này. À, 15 đi. Đó, chúng ta sẽ được kết quả như thế này nha. Nhấn vào nó sẽ reset game. Rồi, à, chúng ta sẽ được như vậy. Chúng ta sẽ thử lại nha. Reload lại này. X này, O này, X này, O này, X này. Đó, như là được như thế này. Reset game trở lại này. X này, O này, X này, O này, X này, O này, X này, O này. Đó, kiểu như vậy. Rồi, chúng ta sẽ thêm một cái giao diện ở đây nữa. Là winner.game.winner như thế này. Và đây mình sẽ kiểm tra. À, nếu có winner thì mình sẽ làm gì? À, mình sẽ trả ra kết quả là winner is winner. À, tức là khi ở video trước mình làm bị sai đó. À, thì ở đây mình ghi là winner is winner. À, như thế này. À, ở đây mình ghi thiếu nha. Đây. Như thế này thôi. À, thì chỗ này các mình thấy là winner is không là đúng rồi này. À, is không. À, như thế này. Rồi mình sẽ style cho nó đẹp một chút. À, mình sẽ style cho nó đẹp một chút. Chấm game gạch winner. Padding là 25 pixel. À, mình sẽ là font size 20 đi ha. Đó, winner y 0. Size 20. À, đơn giản thôi, tức là winner 20. Chỗ này mình sẽ có là winner y winner đúng không? Mình cho nó đẹp đẹp chút đi ha. Color là select pink. Đấy. Size 30. Cái này chỉ là style thôi. Đó, winner y không, reset này. Thì nó mất tại vì lúc này nó không có winner nữa. Thì các bạn sẽ thấy nó bị trống ở đây. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta dính cái padding. Cho nên để viết chính xác hơn thì mình sẽ để cái điều kiện là winner mình sẽ viết ở ngoài. Nếu có winner à, nếu có winner thì mình mới hiện cái này. Tức là mình dùng và à, nếu có winner thì mình sẽ viết lại chỗ này luôn. Đó, tức là nếu có winner thì nó mới hiện cái đống này à, thì lúc này nó sẽ không có bị trống như chỗ đó. Chỗ này sẽ là winner thôi. Chỗ này sẽ là winner is. À, được chưa? Rồi đưa đắt lại này. X này, O này, X này, O này, X này. Winner is. À, ngăn lại ngăn đạp. Rồi reset game chơi tiếp. X, O, X, O, X, O, winner is. Ok. Như vậy mình đã hướng dẫn cho các bạn xong một cái bài tập có tên là Tic-Tac-Toe áp dụng những kiến thức chúng ta đã học ở trong chương này, đó chính là stay cũng như là handling event ha. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở những video tới nha.